Ủa là hóa đẹp chứ nè. Dịp anh giá. Đẹp ơi. Vậy mày làm kỳ công đẹp chứ. Ai có nhu cầu. Ai có nhu cầu thì đến đây nè. Đến cơ sở. Cơ sở Thánh Sơn nè. Người trống lên nè anh nè. Anh chả chín có, chín có hết. Đó. Nói món chín có cả. Ủa là đây rực rỡ đủ. Loài trà. Trà hóa trà lạ. Trà chứ có hết nhất cả nhá. Ai có nhu cầu thì tới Thánh Sơn này. Ở xóm Mô Pháp Kê, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình này. Đủ loài trà luôn. Đấy là những hội viên đang còn làm đó những sản phẩm đẹp để gửi đến khách hàng. Cũng mong cho cơ sở Thánh Sơn thì ngày càng phát triển để tạo điều kiện cho những bà con có công ăn việc làm càng ngày càng phát triển. À, đây là địa chỉ nằm trên biển quảng cáo đấy nè, có cả ghi cả số điện thoại, ai có nhu cầu thì liên hệ qua đấy nha. Xin cảm ơn cả nhà đã xem clip.